Các bác sĩ da liễu trên thế giới đều đồng ý rằng sử dụng kem chống nắng mỗi ngày chính là chìa khóa để có một làn da khỏe mạnh, cho dù bạn có tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng hay không. Khi nhắc đến việc thoa kem chống nắng, có phải bạn nghĩ chỉ cần bôi kem chống nắng lên vùng da hở trước khi ra ngoài là xong có phải không? Nhưng thực tế nó không đơn giản như bạn nghĩ. Sử dụng kem chống nắng vào thời gian nào, ở đâu và cách thoa như thế nào là cực kỳ quan trọng. Sử dụng không đúng cách không những khiến hiệu quả chống tia UV không tốt, ngược lại còn có thể gây ra những tổn thương đáng tiếc cho da. Tại Paula's Choice, chúng tôi đã kiểm tra tất cả các nghiên cứu mới nhất và đưa ra câu trả lời cho những câu hỏi về cách sử dụng kem chống nắng. Hãy theo dõi để biết cách giữ cho làn da của mình được bảo vệ và trông trẻ lâu hơn nhé. Hầu hết các chuyên gia da liễu và các nhà khoa học đều đồng ý rằng kem chống nắng là sản phẩm cần được sử dụng ở bước cuối trong thói quen chăm sóc da hàng ngày. Khi bạn có ý định ra ngoài, hãy thoa kem chống nắng trước 15 đến 30 phút và nhớ để kem thấm trước khi mặc quần áo. Nếu bạn mặc quần áo ngay sau khi thoa, kem chống nắng có thể bám vào quần áo và không đảm bảo hiệu quả tối ưu cho làn da của bạn. Lưu ý, nhất định phải thoa kem chống nắng trước khi ra ngoài. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng tác hại của ánh nắng mặt trời bắt đầu ngay từ những phút đầu tiên khi làn da không được bảo vệ. Và kể cả khi ở trong nhà, bạn cũng nên thoa kem chống nắng. Tia UV có thể xuyên qua cửa sổ tấn công trực tiếp đến làn da của bạn. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ cần di chuyển đến chỗ làm, sau đó ngồi trong nhà sẽ không gây hại cho làn da của mình thì hãy suy nghĩ lại. Những phút tiếp xúc trực tiếp với tia cực tím cộng lại theo 5 tháng sẽ khiến làn da bạn lão hóa nhanh hơn đấy. Phương hướng phổ biến là thoa kem chống nắng tự do, nhưng thoa tự do có thực sự hiệu quả? Bạn sẽ tìm thấy các đề xuất đo lường như 1 đến 2 muỗng cà phê cho khuôn mặt và 1 ly thủy tinh đầy cho cơ thể. Tuy nhiên, chúng thực sự không có ý nghĩa. Tại sao? Bởi vì không ai có kích thước cơ thể hoặc khuôn mặt giống nhau và không phải ai cũng có lượng da tiếp xúc với ánh sáng mặt trời như nhau. Để đảm bảo bạn đang thoa đủ kem chống nắng, hãy làm theo 3 bước sau. Bước 1, tán một lớp nền có thể nhìn thấy được trên các vùng da tiếp xúc với ánh sáng ban ngày bao gồm cả tai và cổ. Bước 2, vỗ nhẹ để lớp kem thấm vào da. Bước 3, thoa thêm một lớp mỏng để đảm bảo da được bảo vệ tối ưu nhất. Một trong những vấn đề khó hiểu hơn về việc sử dụng kem chống nắng đó là cần phải thoa lại sau mỗi 2 giờ. Đây là hướng dẫn về cách sử dụng kem chống nắng thông thường cho mặt hoặc toàn thân, không áp dụng với kem chống nắng chống nước. Với kem chống nắng chống nước, bạn nên làm theo các hướng dẫn sử dụng, ví dụ như thoa lại sau khi bị ướt hoặc đổ mồ hôi. Khuyến nghị thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ được đưa ra bởi vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng hầu hết mọi người thường bôi kem chống nắng một cách tự do đó các nhà quản lý đã tuân theo logic rằng nếu một người thoa lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ, họ sẽ đảm bảo được bảo vệ đầy đủ hơn. Và nếu chúng ta áp dụng nó một cách khoa học ngay từ đầu, việc thoa lại kem chống nắng không phải là điều quan trọng. Thực tế, chỉ số SPF là đánh giá thời gian bạn có thể ở dưới ánh nắng mặt trời mà không bị bỏng rát. Nếu kem chống nắng có chỉ số SPF 30 hoặc cao hơn, thì thời gian bảo vệ da sẽ lâu hơn. Xem đến đây, chúng tôi biết nó phức tạp, nhưng bạn hãy học cách sử dụng kem chống nắng một cách khoa học và hiệu quả để bảo vệ làn da của mình tốt nhất, bởi ánh nắng mặt trời chính là nguyên nhân gây ung thư da và đẩy nhanh quy trình lão hóa da sớm. Và đừng quên những lưu ý sau: chọn kem chống nắng phù hợp với tình trạng da, luôn thoa kem chống nắng cho các vùng da không được che chắn, có thể sử dụng thêm các sản phẩm kem nền có SPF và phấn phủ có SPF. Khi đi bơi, tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc đổ mồ hôi nhiều, ưu tiên chọn kem chống nắng chống nước và tuân thủ chính xác quy tắc thoa lại. Mặc áo chống nắng, đeo kính râm và mũ rộng vành sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn tốt hơn. Đó là những kiến thức mà Paula's Choice Việt Nam muốn chia sẻ với bạn. Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo một số dòng kem chống nắng phổ rộng của Paula's Choice như sau. Đừng quên like và subscribe kênh của Paula's Choice Việt Nam để biết tất cả các sự thật về làm đẹp nhé.